đi cẩn thận nha Tèo. Đạp Đinh Phong rồi gánh giật chết nha mày. Dạ. Mắt tao kém bữa nay sao tao nhìn không thấy cây đinh nào chứ gì? Cái đường này đó là đá không nè, mày nhìn thấy đinh rõ lắm sao nay không thấy tao? Còn mắt mày tỏ tỏ mày kiếm kỹ coi Tèo. Chú hai. Ừ? Hay là tại cái bữa hôm con chạy cái máy hút đinh dài dài đường á, chắc hút hết rồi á. Giáo lắm à. Vậy đỡ bà con mình lắm á nghe. Chú hai, chú hai. Như sao? Chú hai ơi. Nè. Trời Phật ơi. Mấy thằng này sao nó khôn dữ thần vậy trời. Bữa nay nó chơi dưới cái lá này nè, nó lấy cái lá đẩy lại nè, thấy không? Ai đi ngang đâu có nhìn thấy cái đinh đâu. Tưởng đâu có lá rụng, cán lên đây nè xì nè. Chú hai, giờ mình làm sao vậy? Tao có cách rồi. Hả? Tiếp tiếp chú hai. Sức bình tĩnh nha. Dạ dạ. Để tao làm việc. Dạ. Dạ dừng xe mày ơi. À, chú hai. Dạ giùm chú xe ơi. Dạ 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 dạ. À, đẩy xe đi. Ê cẩn thận. À, chú hai ngồi chú hai. Cháu nó chở đi công chuyện. Mới đi ngang đây cán cái đinh xẹp cái vỏ. À dạ. Có giá giùm chú hai. Rồi 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 rồi. Em lấy đầu giá xe. Chú hai ngồi chú hai. Ờ. Tèo. Dạ tèo tèo tèo. À lấy ghế ngồi tèo tèo. Cảm ơn. Chú hai ngồi đi chú hai, nắng nồi xa xôi quá chú hai hả? Được được được. À, chú hai ngồi nghỉ cho khỏe. Tèo tèo ngồi đi tèo. Dạ dạ dạ. Ê. Ui. Cái này làm ăn được không? À, dạ được chú hai. Ừ. Để nghe nó giá cho nó giá nhanh lắm rồi chú hai tranh thủ đi cho kịp chuyện. Ừ. Bữa nay chú hai khỏe chú hai? Khỏe. Dạ. Chú hai khỏe là vui rồi. Ừ. Coi làm kỹ kỹ nghe Sú ơi. Rồi rồi rồi. Ủa nó bị gì con? Cắn đinh hay gì vậy? Cán đinh rồi chú hai ơi. Gần đây á, cái xóm này á, bà con ai người ta cũng bị cán đinh hết trơn á. Không biết chắc mấy thằng thợ nào sửa nhà hay rồi nó đem đinh rồi lỡ nó rớt hay sao chú hai ơi. Chứ đường này thấy thanh bình đi ngắn quá trời. Cũng tính đi lên xã rồi báo cho công an xã người ta biết, lên đây xuống người ta coi coi ai mà chơi mà ác nhân thất đức gì không biết. Gì mà mất công chú hai đi xa xôi. Ai rơi kỳ cục. Được rồi, đi công chuyện dưới xã chú hai. Ờ, đi công chuyện dưới xã. Chú hai. Chú hai. Gì? Coi. Có không? Ở đây coi. Cái này giống như cái cán cái vỏ xe tao nè. Bà con người ta hổng ra người ta cán cái này nhiều lắm nè. Mà tại sao nó có trong cái chỗ tụi bay? À, sao không biết được chú hai? Chắc đâu đó thì giống thôi chứ. Nè, y chang nè, dấu cắt y hịch nè. À, sao nó có chỗ mày? Ở đây ngoài đường có. chắc là trùng hợp á chú hai. Ba cái này kiểu giống nhau đâu có gì đâu lạ. Nè nè nè, anh đừng có cãi. Bây giờ anh nói đi, cái này với cái này nó có liên hệ gì với nhau? Anh mà nó giống con giọng như mặt anh á. Tèo. Sủ ơi, sao có mấy cây đinh gì chú hai nói đây à em? Đó, mấy cái đinh đó bữa con lụm ngoài đìa nè chú hai. Con sợ người dân ta đi ngang qua người ta cán á chú hai. Sao tội người ta. Phải không mày? Chú hai, đang có sao quá chú đừng có tin. Nãy giờ tao cũng để ý nha. Hai thằng bay nói chuyện á, không đứa nào dám dòm ngay mặt tao hết á. Còn là dòm xuống đất không à. Cặp mắt á thì láo lia láo lịa, không dám nhìn ai, là chứng tỏ là cái con người làm cái chuyện gian dối. Mày không dám nhìn ta? Đâu có đâu, chắc tại nắng nôi nè, mắt con yếu á chú hai, rồi
Thì chắc dị ứng với nắng á, cho nên là nãy giờ con khum khum né né chú hai ơi. Cái biểu hiện của tụi bay á, tao đoán không bao giờ sai được. Còn cái thùng đó đó, mỗi lần mà khi tao bước vô đây đó, tao thấy tụi bay làm gì hé 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 cái đem giấu nó quan bên là sao? Không dám mở ra cho người ta coi. Tao mở cái thùng đó ra coi gì trong đó. Dạ, đâu có gì đâu, ba thùng đồ nghề dọn dẹp đi. Đồ nghề cái túi không à. Đúng rồi. Để coi cái gì trong đó. Trời ơi chú hai ơi, chú hai. Một bọc luôn nè chú hai. Đây nè, đây nè, đây 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 đây. Cái này đâu ra? Đó. Có phải tự tụi bay làm không? Từ đầu tao đã nghi rồi. Tao vô đây tao nói tụi bay làm ăn đàng hoàng đi. Làm ăn cho nó chân chính đi. Thấy không? Tụi bà con đây tao ủng hộ tụi bay. Tại sao mình trai tráng có sức khỏe, không lựa công việc làm ăn cho nó đàng hoàng, làm chi ba cái chuyện hèn hạ này, xấu hổ nhục nhã này, hại người vô lương tâm, mất đạo đức là sao? Tụi bay rải đinh ngoài này nè, đặng cho xe ta cán lên, ta bể vỏ, vô đây tụi bay giá, tụi bay lấy tiền. Nói như con Mười bỏ hổm đó, vô đây cái tụi bay nói là ruột hư này thế khác, tụi bay chặt 120, 8 là đây giá cái vỏ xe lũng con lỗ, tụi bay quất 5 chục. À, hai lỗ lận chú hai. Hai lỗ hay ba lỗ gì? Ở đây nông thôn người ta ăn lỗ 5 ngàn 10 ngàn thôi, người ta không rồi người ta nghi mà người ta chưa bắt quả tang, tôi chưa dám nói nè. Cái này chẳng qua nó lụm thôi, tự chú hai qua chú hai nói vậy chết tụi con rồi nè. Ông không có được cãi chài cãi cối nha, ông mà hôn cho quýnh không á nè. Còn anh nữa, tự nhiên cái đội thừa người ta nói người ta nào, bây giờ còn cãi không? Cái giò mày bị cái gì? Thì bữa thủ nó giá xe rồi nó bỏ quên cái kéo đi đá trúng đứt chân như sao chú hai? Có phải rải đinh ngoài lộ nè, rồi đi rồi tự đạp nè, coi như là gãy ống đập lưng ống chứ gì? Đừng có qua mắt tao, bữa hôm tao với tèo lụm được cái đinh ngoài kia kìa, còn dính máu đàng hoàng là mày đi chứ không ai chứ. Cải thiện phải không? Tao đi mời công an xuống đây. Đi chú hai, đi chú hai. Chú hai đừng báo công an chú hai, con xin chú hai. Con xin lỗi chú hai. Tại hồi xưa tụi con lỡ xa cơ, tụi con mới làm vậy, tụi con kiếm sống thôi chú hai. Tụi con không muốn vậy đâu chú. Tụi bay sức trai tráng, kiếm công chuyện gì cho đàng hoàng tao làm đi. Đừng có tưởng tao không biết. Thấy không? Mày qua mắt được một người thôi, chứ mày không qua mắt được cái xã này đâu. Tao biểu tụi bay làm ăn cho đàng hoàng đi. Thấy không? Làm ăn cho chân chính đi. Rồi bà con ở đây nè, người ta ủng hộ cho mình làm. Thấy hoàn cảnh tụi bay á, không có gia đình, tới đây đi làm ăn. Người ta đâu có nói đâu. Nhưng mà tụi bay làm cái chuyện bất nhân thất đức, thấy không? Thì làm ăn sao lâu dài được? Mình sống cho nó thật đi, nó mới tồn tại lâu dài. Còn giả dối này á, nó không có tồn tại. Sớm muộn cũng bị ta lật mặt nạ ra. Tụi con xin lỗi chú hai. Tại vì tụi con lỡ xa cơ, con mới làm mấy cái chuyện này thôi, chứ tụi con đâu có muốn đâu chú hai. Chú hai tha cho tụi con một lần đi chú hai. Mai mốt tụi con không làm gì nữa đâu. Mày xuống đây coi. Không được chú hai, báo công an đi chú hai. Chú hai, con xin chú hai mà. Chú hai tha cho tụi con một lần này thôi chú hai. Tụi con hứa là từ nay tụi con làm ăn đàng hoàng. Còn mấy cái đinh này á, mai mốt tụi con hút hết. Tụi con không có để ai đi ngang mà cán được nữa đâu chú hai. Chú hai thương tụi con, chú hai ta lỗi với tụi con nè chú hai. Anh Tèo, anh ta lỗi với em, anh Tèo. Tụi bay hứa nha. Dạ. Dạ. Tao cho 2 ngày nữa phải đi lụm cho hết 3 cái đinh này nè, thấy không? Lụm ai hút vậy đó, tụi bay làm sao làm, thấy không? Dạ dạ, con hứa với chú hai. Rồi trở lại làm ăn lương thiện đàng hoàng. Còn không á, là tao báo công an đó. Dạ.